nhớ không? Thế chào xong mọi người mới tưởng mày mông. Mùi rất là thơm luôn đúng không? Cái này thì được của nó đấy nhỉ. Ngon ngon đấy nhỉ. Anh ơi, được đấy. Món này là cái này là nóng hổi, cái này ngon đấy. Ngon không? Này, con này sẽ biết nói chưa? Hả? Con này sẽ biết nói chưa? À, nó mà, nó mà. Nó là ăn nha anh em nhá. Mình nổ ạ. Nổ ạ. Dạ. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo kênh Soi TV. Hiện tại thì Hải đang có mặt tại chợ phiên của những ngày cuối năm chuẩn bị Tết đến các bạn ạ. Và hôm nay thì mình bảo bé Liên là thôi ở lại đây để anh đưa đi chợ phiên với cả đưa bé Ánh nữa. Hai đứa đi chợ phiên chơi, ra đấy làm mét lòng anh em ạ, làm tí gái đen. Thì hôm nay bà con thì họp từ rất là sớm luôn. Đấy. Mình bắt đầu xuất phát từ nhà thì rơi vào khoảng 5 giờ mà bây giờ mình đến chợ phiên là rơi vào khoảng 7 giờ các bạn ạ. Đấy. Đây phía bên đầu chợ đây là bà con đang bắt đầu tiến hành bán những cái loại là rượu này. Đấy. Đấy, đây là rượu ngô nhá anh em nhá. Đấy, toàn bộ đây là rượu ngô hết này. Đấy, anh em thấy không? Rượu ngô, rượu thóc. Ngày Tết này thì nhà nào nấu được rượu mang đi bán, nhà nào bận quá mà không nấu được rượu thì cũng đi đến đây để mua về. Đây mày đã mua được cái gì đây rồi? Mua quê. Hả? Mua quê. Mua khoai à? Quay. À con quay, bán con quay. Ở đây Tết ấy mọi người hay chơi cái cò tròn bổ quay này. Dạ. Đây, đây là phía trong khu vực chợ đây. Đây là các con quay nha các bạn nhé. Con quay, con cù ấy. Con Tulu. Đi vào đây mà mọi người muốn gửi đến mùi thơm gì không? Mùi thơm không? Mùi rượu ngô à. Mùi rất là thơm luôn đúng không? Rất là thơm luôn đấy. Thấy thấy mùi thơm không? Có ạ. Cái chợ Bà Cò có đông như này không? Được bà cò không đúng không? Vâng. Ở đây. Đây là mà đi test rượu kiểu đấy, mỗi người một nắp này. Thử luôn. Ngon không? Uống như nào thì là rượu ngon. Hả? À? Đằng sau này là em bé nha các bạn nhé. Đấy. Hai đứa à? Hai vợ chồng là bao nhiêu tuổi rồi? Em là 20 à? À hai đứa đi mua rượu về uống Tết à? À đấy, đi nhà làm mà trẻ như này nó không nấu được thì nó đi mua về uống Tết ấy. Nhưng mà rất là thơm luôn. Ở đây chủ yếu là người Mông Hoa nhé các bạn nhé. Tí nữa em có thể nói chuyện tiếng Mông với mọi người được mà. Dạ. Đây họ có bán sáng là và hơi lạnh đấy. Đây, đây là toàn bộ là ớt này. Đấy, ớt bột. Ớt ở đây rất là thơm luôn này. Đấy. Nhớ không? Nhớ không à? Bây giờ mong à? À. Nhớ không? Xin chào xong mọi người mới tưởng mày mông. Chào xin được chết được gặp bơi với anh Mỹ ấy. Dạy cho đúng cái từ đấy thôi. Đây à, hoa quả rất là nhiều luôn. Đây dâu tây này đấy, đấy. Ở đây à, bà con trồng được cả dâu tây nhé các bạn nhé. Rào. Vâng, đi quay chợ ngày Tết chứ. Đúng rồi. Đây là phía bên tay phải là cổng này, chính của chợ. Đấy. À, cái này là gì đây cô? Đường phê à? À, này là để mang về làm bánh đấy, ngày Tết đấy. Cái này là làm bánh cái gì anh? Làm bánh cái bánh gì nhỉ? Bánh gì bé bé ấy nhỉ? Bánh trôi. Chào em.
ăn xôi em à? À, ăn xôi chứ mà sao ăn xôi em? À thôi à. Cho anh 10.000 đi. Xôi chứ này là xôi thập cẩm luôn. Ừ. Trên chỗ em là chỉ có xôi màu này thôi. À xôi màu trắng thôi đúng không? Ở đây nhiều màu. Hôm nay bạn này bạn nó còn ít màu hơn. Trong hôm qua là trồng quát hay sao mà ít màu đấy. Cười. Cho anh muối vừng nữa. Trên đây là 10.000 đường rất nhiều luôn. À 10.000 được nhiều không? Anh ăn luôn không? Để em múc vào đấy luôn. Có, múc vào đây luôn đi. Này. Rồi. Mình gói giống gói bánh trưng thù luôn anh em nhá. Đấy, để tí nóng ăn ngon. Đây. Đây, dao dựa. Ơi, đề nghị là không được mất đoàn kết nha. Tao mà cái này còn thế nào nữa. Đang nhiều cái em ơi. Đề nghị không mất đoàn kết đâu rồi, bế hết lên phường bây giờ. Sáng sớm chơi tí. À, có món gì ngon không ạ, à, người đẹp ơi? Gà trễ, gà trễ. Gà trễ à? Đây, để ra bên này xem còn cái gì nữa không? Chào tráng sĩ, đây thử đây xem nào. À, lâu quá không đi lên thăm anh em. Đấy không à? Nhớ không à? Mấy anh này là người ấy rồi, người nông mà. Nông, à cháu đi nông ạ. À, cái này cũng ngon này, dạ dày ngon này. Đấy. Lợn này lợn đen chứ em nhỉ? Đen chứ, của nhà em lợn đen hết. À, dạ dày cũng ngon này. Hết cái mõm bây giờ à? Cái mõm họ ăn rồi. Ồ. Cái ngon nhất. Thôi còn, thế thì lợn đây tí nữa, tí có gì quay lại ủng hộ. Cái dạ dày thì ngon đấy. Đây là chảo ốc đậu. Đây. Ốc đậu. Đấy, đây là chảo ốc đậu. Trên ngon trên nhà mùa liên này có chảo ốc đậu to này không? Không ạ. Không đúng không? Đấy. Đây là chảo ốc đậu. Đấy, cơm mềm mềm. Có cái con gì đây? À, có cái mõm lợn kìa. Ngon chưa? Đây, mình ra đây xem nào. Bên này là anh à? Ê, nhắc lên thử xem nào. Cái này ok này anh em này. Đấy. Cái này thì được của nó đấy nhỉ. Bỏ ra để bổ lên xem nào. Đây à, vitamin go go anh em ạ. À. Con này ngoan đấy. Con này được của nó đấy nhỉ. Cho bà con gái hát được 25 tuổi đi. Hả? Ui, này. Ui, mày nhá. Cái này là rồi này. Nào. Có ai đứa nào xơi được món này không? À, cái gì cũng sơi được hết anh ạ. Cái gì cũng sơi được à? Không chơi gì à? À, thế là một bát này đi. Ăn cả gà, ăn hôm nay là mời cả gà, cả lợn, cả vitamin go go nhá. Ai ăn cái gì thì ăn nhá. Chú ơi, có cái nồi lẩu như này không? À, cho một nồi đi. À, ra chợ phiên ấy, thì nó có rất nhiều những cái món như vitamin go go này. Gà này. Còn ở đây là cơm mèn mén này. Đấy, đây này. Đấy.
Bên nhà Liên có làm món mèn mén này không? Có ạ. À, có đúng không? Đây là cơm trộn cùng mèn mén. Mình phải ăn như này thì mình mới dễ nuốt, chứ còn nếu ăn mèn mén không nghẹn. Trên chỗ bọn em là trộn cùng với lại làm nếp nương. À, à mình ăn là dẻo dẻo ngọt ngọt. Đúng rồi. Đây là tôi. Cho mình một bát này đi. Ê, Hải ơi. Ơi. Miếng nào ngon nhất ấy, miếng nào thịt ba chỉ ấy. Đây, mày đứng ở đây chặt cho anh cái. Đấy. Ba chỉ. À, cái này là miếng nào đây? Miếng này là miếng cũng mới. Đùi à? Ờ, là miếng ba chỉ đi. Rồi. À, một con này mỡ đấy nhỉ? Mỡ. Hả? Có mà. Mày nốt ra đây xem nào. Đó là anh. Trong cái gòn đâu? Trong cái gòn đâu? Hết rồi. Hết rồi à? Đây anh em. Hả? À, thôi được rồi, luộc. Đây cái phần này ngon này. Phần bên này. Hai con này khác nhau à? Ờ, cái này là cơm béo, cái này không béo. Ờ, ăn ngon không béo ấy. Khác một cân nhá. Ờ, một cân đi. Con này mổ lâu chưa? À. Mày lọc xương đi cho hộ anh cái nha. À 300 nghìn là cân là cả xương đúng không? Anh ăn miếng nào nữa? Mày cắt đi, tùy mày chọn đi. Thịt nó nạc cái đi. Thêm vào thịt nạc cái đi. Cái này là miếng xương gió ạ. À. Đây là bố mẹ em đây à? Vâng. Ừ. Rồi, gần được cân thế này. Cắt chuẩn thất đấy nhỉ? Đây là ngày bán. À. Rồi. Năm nay bao tuổi rồi? Năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi rồi, lấy vợ chưa? Em có 2 con ạ. À, đấy. Đang định giao bán con cháu này nhưng mà tiếc quá. Thằng em có vợ mất rồi anh ạ. Đặt quân đi mất hết chưa? À, chào các tình yêu. Thái màu nhá. À. Thật quá chứ còn nữa. Ê, cứ chú chưa? À, ông còn thằng con trai nào không cả? Nó con này nó thích ăn cái món đấy. À. Đây mà lên trên này lấy chai bản là tha hồ ăn thịt lợn. Bản. Đúng rồi. Ngon nhỉ. Rồi cái đấy cứ để to luôn. Đấy. Rồi cái xương đi thôi. Rồi thằng này Thái có nghề đấy. Cô em có xem Sapa TV không? Có mà. Có xem đúng không? Thằng nào Thái to đấy. Tại Sapa TV ăn đùi gà là chảy nước miếng luôn. À. Để anh ra thì em để cái đùi cho anh. À. Mày biết là sở thích của anh ăn đùi nữa luôn đấy, đúng không? Lọc luôn xương sườn. Đấy, lọc rồi đấy. Nhìn hấp dẫn nhá.
Biết thương không biết, mình không biết mình gọi từ 3 ngày rồi. Quá thịt đẹp kìa. Ngon đấy nhỉ. Anh ấy được đấy, món này là cái này là nóng hổi, cái này là ngon đấy. Nóng quá. Ngon là ba chỉ này ngon nhất. Hả? Ba chỉ này ngon nhất. Ba chỉ ngon nhất à? Thôi thôi thôi, cái đấy thôi. Cái đấy thôi. Thôi 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 thôi. Cái xương cái này để lại đi. Tí tí để to thế, tí cho con cái nó gặm. Ủa ơi, đang nóng hổi thế này. Chén luôn đi. Này. Nóng chú không? Không, bụp luôn đi. Đấy. Đặt đi. Này. À. Không làm gì đâu. Đang nóng hổi, ngon luôn anh em ạ. Thôi. Này, con này sẽ biết nói chưa? Hả? Con này sẽ biết nói chưa? Gì chưa? Con này dài quá không ạ? Dài quá à? Ờ, không cho kia để đun. Con đun đun dài. Ăn thịt cho phải ăn dây nó mới ngon. À, bộ nghiền của mày tốt, bây giờ bộ nghiền của anh nó kém rồi. Con này sẽ biết nói rồi đấy. Hiểu chưa? Đây. Được, ngon đấy. Cho nước vào, cho rau dưa vào. Cho mắm tôm không? Cho mắm tôm nha. Cho bát mắm tôm nhá. Đó. Hả? Hả? Quế mà mềm đi. Rồi. Cơm, thôi. Cơm mềm mềm đây. Lấy miếng này ăn mà. Tặng cho anh ấy. Hả? Tặng cho anh miếng này. Tôi mời cho tao ăn bữa này kinh. Giờ. Ông chơi thế. Múc múc cái này đi. Đây. Ta thử xem có dai không nhá. Dạ. Đấy. Vẫn dài nhỉ, vẫn hình hình. Răng của mày khỏe quá thôi, bọn anh. Đây, cho một bát. Và. Con lấy dầu. Có lấy ốc đậu nữa. Lấy ốc đậu á? Rồi. Lấy ốc đậu lấy cơm chưa? Rồi, ok. Mấy anh này cho ăn cơm thôi. Không, cho nó ăn cái này luôn. Ăn cái này cho nó quen đi. Đi vào đây, ngồi vào đây. Đây, cho một bát ốc đậu nữa. Đây. Cho bát đậu. Anh ngồi đây. Em đang nhận được phần thưởng. Cẩn thận nó lổ nhá. Sợ mấy bạn ạ. Mấy đứa có thích làm cái đùi gà đen hay không? Gà đen ạ. À, đùi gà đen với cả làm tí dạ dày đấy nhá. Phòng khi cái này nó dai quá mình không nhái được. Đi, cứ để cho nó ninh đi đã. Làm bát mắm tôm đi nhá. Trong khi ạ. Chờ đợi con vitamin. Go go kia nó mềm tí thì anh em mình đi kiếm thêm. Đây, mua cái dạ dày nhà bên này đi. Em ơi. Bán cho anh cái dạ dày nào. Đây. Cho nửa cái đi. Cắt lòng thịt phần cái phần ngon nhất đấy nhá. Phần dày nhất đấy. Dạ đấy. Cắt đôi đi, cụt đôi đi. Đây này, cắt như này này. Anh này. Như này. Ừ. Nhưng mà nhiều người ấy nhá, ngoan ạ. Nhiều người họ lại thích ăn cái phần bên này này. Bởi vì cái phần bên này nó có cái chỗ này nó rất là giòn. Đấy. Này bao tiền lạng em? Cái này 30.000 thôi. Ờ, 4 lạng. Ok, thái cho anh đi.
thái theo kiểu to to một tí nha. Đấy, dạ dày. Thế này nhá. Rồi, ok luôn. Uy tín đấy. Mình ăn ít thôi nhưng mà chất lượng, em hiểu không? Dạ. Ăn miếng nào đó à? Giá trị miếng đi luôn. Cho anh mượn cái bát tí anh giải nhé. Ở đây còn nóc lợn không? Chưa. Cho anh một bộ đi. Luộc đi, luộc đi. Rồi, cho cái này vào ấy cho anh. Ốc lợn đây là bao tiền nhỉ? Ốc lợn đây là... Bao tiền bộ ốc lợn? Ờ, chỉ là... Cái nào? Có cho nước không? Không, cứ để nguyên. Bao tiền? Là 130 hết. À, gửi 140 luôn nhá. Ok. Lấy cái bộ ốc lợn nhanh lên. Này, cảm ơn. À, chờ tí quay lại đi. Sang bên này làm cái đùi gà đen. Ăn mấy khi ra chợ phiên chứ. Mấy nữa Tết đã đóng cửa rồi. Cái phiên này phải là phiên cuối cùng chưa nhỉ? Phiên này phiên cuối cùng của năm rồi đúng không? Ok, lấy cho anh hai cái đùi gà đen. À, lấy hai cái má này thôi. À. Mày muốn bao nhiêu cũng được. Ai à? Chất thằng à? Ờ. Mình ăn cái đùi mình muốn ăn ngon thì giá nó cao đúng không? Vấn đề gì đâu. Rồi, uy tín luôn. Ui, cái quả này là quả... Quả này gọi là quả gì? Quả tối à? Này, cho đứa cháu, đứa nào vừa phát hiện ra là quả tối. Đây. Bao tiền? Chị hổ gà thích ăn cái quả đấy thôi. Quả đấy với quả bánh kim. Bao tiền một lạng? 60. 60 nghìn một lạng nha anh em nha, ở chợ phiên. Mấy lạng? 6 lạng dưới. 6 lạng à? 6636 6530 360.000 đây gửi 400 nhá. Lì xì luôn. Rồi. Đấy. Coi như là 200.000 một cái đùi này, ok. Đấy. Đây là giá ở chợ phiên nha các bạn nhá. Có nghĩa là bán cho tất cả mọi người đấy. Chứ không riêng thì mình thôi khỏi, chỉ là túi tiết kiệm một túi ni lông. Đây, cả mỗi đứa cầm một cái. Ok không? Cầm đi chợ phiên này. Đây. Đây đi vòng về đây để lấy cái kia đã. Em ơi cho anh nhờ tí. Được chưa? Ốc chín chưa? Ốc chín chưa? À, khách ơi tí tí lấy bộ ốc ở bên này mang về nhá. Đi. Ăn rồi chưa? Anh em thấy khói nghi ngút chưa? Đấy, khói này bay này. Thơm lắm anh em ạ. Đấy. Ok chưa? Mấy khi hôm nay là có... Mấy đứa thích để mắm tôm chấm sống hay đổ thẳng vào đây luôn? Đổ thẳng đây luôn nhá. Cho mắm tôm này nó thơm. Cô ơi chặt cho anh mấy lát giềng đây em ơi. Chặt cho ít lát giềng ở đây. Anh ơi thịt chó thiếu lắm không ạ? Thiếu giềng, thiếu xả. Có lá mơ không? Có. À, mơ rừng được. Đây anh em ạ. À, nó phải có tí này vào đây nhá. Nhá. Thank you.
Thôi thục chưa? Trong khi chờ đợi thì chúng ta có thể là sơ cái món này trước. Đấy. Nhưng mà vẫn đang chờ cái nước chấm ấy. Chờ Khanh nó mang cái ốc về làm nước chấm. Cho anh mượn một cái bát to đây. Để anh pha bát chấm chéo. Bát đây Khanh ơi. Khanh bây giờ sẽ quay cho Liên nên là thì nó sẽ ăn sau nha các bạn nhé. Đấy. Hả? Không thấy lá mơ à? Nó đi chơi rồi à? Thiếu rồi. Thiếu lá mơ chắc tí chưa tiền đấy nhỉ? Cháu phải có lá mơ chứ anh. Nào, đây, mời anh em nha. À, chẩm chéo Soi TV thì vẫn bán là 100.000 một lọ nha các bạn nhé. Và hiện tại thì mình sẽ chỉ giao hàng được ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội, các bạn đến đúng cửa hàng của mình thôi, hoặc Sapa hoặc Lào Cai. Chứ còn bây giờ ship online là chịu rồi. Đấy. Đây là cách pha chẩm chéo này. Đấy. Khanh quay đi. Đây, ngồi xích vào đây con. Ngồi xích vào đây để cho nó chặt khung hình. Đây, hướng dẫn anh em pha chẩm chéo nha. Đây, chẩm chéo cho mình rất là đầy và chặt luôn này. Đấy, được không? Có ăn được cay không? Hai đứa? Có ạ. Sợi. Gọi là siêu cay. Hai đứa này nó là gọi là ăn siêu cay rồi. Nghiện cay. Cho quả ốc vào đây. Có cái kéo. Rồi. À. Đúng là sách. Cho anh mượn cái thìa. Chào hai bà nhá. Hai bà là không đi xơi vitamin cao cấp à? Lại đây, lại đây, ngồi luôn. Đây. Đây bây giờ mình sẽ pha bát nước chấm gọi là thần thánh đây. Đấy. Mang thương hiệu Sapa TV chấm cả thế giới luôn. Nó mà. Này, lấy bát cho bà đi em. Có đây, bát, đây, lấy bát đi. À, chưa biết nào, bên nào luôn. À, nó mà. Nó. Vừa nào, Phu. À. Chị ra mua. Đây, làm quả này cho bà nhá, chắc nhiều khả năng nhá đến tối luôn đấy. À, con mời bà nhá. Ok. Nào, các con, chế đi. Dạ, em xin. Ừ. Này, các em. À, nó mà. Ừ. Nó là ăn nha anh em nha. Mình nổ ạ. Nổ ạ. Dạ. Mời anh. Mời anh bà. À. Ok. Là người Mông mà hai bà người Mông nhỉ? Mông. Ừ. Nhà gần đây không? Nhá. Hả? Đi nhau đi nó à. Thành á? À. Hai bà ở Thành. À. Hai bà là hai chị em à? Phải không? Mẹ ở ốc cứ về là? Mẹ ốc cứ về là. Mẹ nhau ít khó chơi luôn. Nhưng chẳng nhau ít khó chơi luôn. Hai chị em ở một nơi luôn. À, hai chị em. Chắc là đi chợ sắm vâng, Tết. Đi chợ sắm Tết. À, điện thoại à? Ok đấy. Đây rồi. Cái điện thoại này to rồi, hai cái đèn pin sáng lắm. Thôi chế đi. Xôi đi cơ. Này. Anh ơi review quả này đi. Ngon này. Chế thử này. Chấm ngập à. Ui ồ. Cay quá. Mình đừng live stream ấy. Cháu là chấm thẳng với pha nước lọc. À thế à. Chấm ốc. Không có ốc ngậy này đúng không? Bây giờ mới là ngon này. Ôi giời ơi. À, hai bà ăn cơm. Ờ, bà ăn cơm đi mình à, tiền cho. Nha. À.
Đây. Mời em. Cái bàn đấy, cái ghế đấy, cái này nó chân dài hút. Chào anh em nhá. Cái bông cho thế ạ. Anh em. Cái mùa nó chỉ má qua, nó cho má qua, nó chỉ má qua, đâu được chứ nó chỉ má hả? Chúng ta. Hôm nay là chợ phiên đồng bình, phiên cuối cùng của năm. Đây là các người dân ở xung quanh đây tranh thủ phiên này rất là đông. Nó mà. Dạ. Bà bán cơm. Thế thì lấy đùi gà cho hai bà nhá. Đây. À, hai đứa mày ăn cái bẹ đùi trong mình nhá. Dạ. Đây để nhường hai bà đây. Đây, nó mà. Ngon lắm. Đây, rồi bà đây. Nó mà. Ủa. Ngon. Nó mà. Mình thì đam mê và cái món là gọi là vitamin go go. Anh ơi, anh cảm ơn chứ có ạ. Không có ạ. Vâng, tấm à. Nhưng mà cái này cay mấy các bà ăn được không? Dài không con ạ, chưa ăn được, con ăn gà đi. Hả? À, đúng không? Rồi, mẹ cho rổ luôn rồi. Tao uy tín rồi đó. Đã tuần chưa nè. Làm một tí cơm mà. Ăn này cơm mà mẹ ăn này mà không chan nước canh thì dài lắm mà dài nó mà em thử một ít mềm mém xem có giống mềm mém bạc cò không. Hai phải chan nước canh rồi. Ôi, đúng là cái nồi này á, nó cái mùi của cái anh gọi là mắm tôm. Thơm nước mũi luôn. Hả? Lại phải thêm gì nữa. Mày chú nghĩ là mày nhiều khả năng ế đấy con ạ. À, cho nó đậm vị chưa? Anh đang ăn được mắm tôm ấy đấy. À. Không đang ăn này, nè, chào anh cái chạy mất. Nào, thả mắm tôm anh, tôi phắn luôn. Anh ơi, bỏ đây, này, cú đây. Cho anh xin tí nước chấm. Nó mà. À. Nó chỉ ra muối. À. 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 Hai bà này phải chị em không?
nè ở tuổi nhà cứ về ít chế nữa, nè ở tuổi là cứ về ít chế nữa, à, em nè ở tuổi rồi giờ rồi chế nhà ít cho, nhà ở cái gì đó chế là hai chị em ruột là lấy hai anh em ở trong nhà luôn, à, hai chị em lấy luôn hai anh em, à, tính gọi là hoa thơm đánh cả cụ luôn, à. Đi đâu hai chị em cũng đi cùng nhau cho vui. Hai chị em ruột đấy, hai anh em ruột đó. Dạ. À. Bài bảo thế. Anh nhỉ, tôi lấy từ từ lu à? À, tôi lu ấy coi xong nó mà tôi xong á. Cho cháu xong á. Các bà nào làm chị, bà nào làm em? Là chị cả là bà này. Chị à? Dạ, bà 60 tuổi. Cho cháu phê. Cho cháu phê. 66, bà 66 còn đây là bà 63 tuổi. À. Dạ. Rồi đấy, ngon này. Hôm nay tháng 6 và tháng 3 hai chị em chợ của sắm Tết mà. Dạ lắm bà. Bộ nhà của bà tốt nhỉ. Tôi nói rằng chúa nên là nông nông trong nói mình nó chiếc bún lò, trong nói mình nó chiếc bún lò, bà bảo năm nay nhà bà ăn Tết to anh ạ. À, dạ. Tôi hỏi nhưng bà mổ lợn chưa? Mổ à? Bao giờ mổ lợn? Hỏi là ngày nào mổ? Sao tôi nên là đông buôn hả? Mình tôi ta là nhà bà mổ lợn hết rồi anh ạ. Ồ, nên chưa đau tua là à. Mổ lợn bao cân? Nè, tôi mua bốn lợn ạ. Lợn nhà ít quả ít ơ. Ờ, ít quả ơ. Em à, bà đây. Ăn chưa? Rồi. Nhà bà năm nay, nhà bà này là năm nay mổ con lợn là 120 cân anh ạ. Ồ, to hết nhỉ. Thế nhà bà này có mổ không? Chưa mổ ạ. À. Mổ 120 cân to á. Nên bố ơi, giống như là khang khang chứ thật nhiều ai mua khang hả? Ờ. Ờ, mua khang đi đến mà nó lấy 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 à? Ờ, dạ. Ờ, ai cháu có nả mi tu mi nhát mua chi à? Con cháu lấy à? Ờ. Con dâu, con trai với con dâu là đi làm thuê rồi. Bà ở nhà là thịt lợn trước, mổ lợn trước để treo các bếp. À. Nhau có tưởng là tỏ nghỉ đấy à? Ừ. Nào thì để cho các bếp xong rồi về thì ăn thôi. Dạ. Ở đây có cái rau này là ăn bao giờ nó cay hơn. Đây này, cái loại rau này này. Nếu các bạn chấm với ớt ấy, là bình thường nó cay 1 thì nó sẽ cay 10 luôn. Mà cái rau này nó chỉ ở vùng trên này thôi anh em nhé. Cái rau này mà nó chấm cay cực ngon luôn. Dạ. Cái miếng này nhưng mà nó hơi hơi nó hơi 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 cứng các bạn ạ, dài lắm, ngon lắm nhưng mà phải chờ một lúc nữa nó mới mềm. À, bà này là có bao nhiêu người con à? Chị bông à? Bà không biết tiếng Việt. Em thử hỏi liên hỏi thế nào, bà bao nhiêu người con à? Con mua phải chờ tụt tu. Biết tụt tu à? Có bố con trai à? Có biết tụt trai à? Bà ba con trai, ba con gái anh ạ. À, sáu. Thế là bà này? Con mua biết tụt tu nhiều à? Ờ, tụt tu là tụt trai. Hai trai hai gái. Hai trai hai gái. Thử hỏi thế, ba có anh nào lấy vợ chưa? Ê, tụi nó nông ấy thì nên bùm bùm tao một tu ở dưới một nhà nó chỉ tao chỉ nữ uống với tụi nhà nó. Cười. Mua mua nhà ta á. Ờ, tám mươi nhuyễn. Bà bảo là con trai của bà thì lấy vợ hết rồi nhưng mà cháu bà thì cũng lấy tầm tuổi lấy được vợ đấy. Cháu thôi. Cháu rồi ạ. Trên này bà con cũng hay là gia đình sớm ấy. Như mùa Y Liên này là hai bằng tuổi với cả Ái Mí đó. Thế mà Ái Mí còn chưa gì mà nó đã có con rồi. Nhanh lắm.
Được chưa? À, rồi. Rồi, rồi. Bây giờ là các bạn ra cho khu bán thịt lợn đấy, là người ta sẽ bán cái đùi không, cái đùi nửa lợn thôi, không bán cân nữa. Người lợn Tết là bán được kiểu đấy. À. Đùi to lắm rồi. Bán nguyên đùi. Làm thêm một bát, cho thêm một bát ốc đậu đi. Hai bát đi cho lấy cho nó dễ. Này, giòn rồi này. Đây nào Chiến đi. Chiến được đúng không? Bát nào? Không đúng không? Đấy, biết ngay là Liên không chơi món này. Vâng. Vâng, hết mắm tôm rồi. Mày lấy cái gì? Mắm tôm tiếp mà. Đây. Mày vẫn thích chấm à? Dành riêng hẳn một bát luôn rồi. Ờ. Mày pha nó một bát ngon rồi nha. Anh phải pha ngon ngon đấy nhá. Con nhà Tông thì không giống lông, không giống cánh. Đấy các bạn ạ. Có chanh không? Không có chanh à? Có nhưng mà... Anh ơi bình tĩnh thôi anh ạ. Nhìn thấy mày à? Nhìn thấy em hai em là cứ cuốn vít cả lên. Chiến khỏe vào. Ăn đi. Dạ. Mạnh lên. Ăn đi thôi, bắt đầu mới đi chơi chợ anh em ạ. Quên à, chị chẳng mua. Chứ là thắng cố kìa. Thắng cố đây. Đấy. Bao tiền một bát đây? 50.000 ạ. 50.000 à? Cho một bát đi. Đây, mày để xa chú ra cái. Mày bắn nó bắn một người chú thì tí về chết đấy. Đi đâu gặp anh em này mùi thum thùm khăm khăm chưa tới hẳn. Thế hôm nay mọi người nghe cái giọng của Hải nó có vẻ hơi khàn khàn đúng không? Đấy là do hôm trước ấy, mình lên Sapa tổ chức đại tiệc tất niên ở nhà hàng, hai nhà hàng với cả ở tổng công ty nữa nên là hơi mệt. Đấy, tình trạng là bị lạnh quá. Chén đi. Mày là chú thấy là ở nhà là có vẻ như là mày hợp với chú đấy. Liên là không chơi món này này, Pơ Ai Mí không chơi món này này. Anh là phải nhiều mắm tôm. Ừ. À đây, đổ luôn vào đây đi. Sao 50.000 được bát to này á? À? Ô, hả? Hai bà bảo nhiều quá ăn không hết anh em. À, ăn cho nó no. Nha. Hai bà thấy gọi nhiều quá. Nhưng mà lát nữa còn Thanh nó ăn nữa với cả anh em camera nữa. Đấy, cho bà ít giấy nữa. Hai bà gái no lấy thêm cơm đi. Đấy, hay à? Đấy, ok đấy. Đúng bài. Dài quá. Dài quá các cụ ấy không xơi được. Chắc nó cứng nó. Hả? Chắc nó cứng nó. Đấy.
Ít lên lắm ảnh à. Đang bảo là cameraman này sao không ăn, bảo chờ một tí mới ăn. Đó, đấy, người ta dùng rau sống mà nè. Bây giờ mấy anh em tranh thủ ăn hết cái này. Sau đó thì Lan tiếp tục đi chơi chợ, chia sẻ với mọi người tiếp nhé. Hai thầy trò vừa mới ăn xong, bây giờ là tiếp tục đưa mấy bé đi dạo một vòng quanh chợ. Ô, nhưng mà dạo này cái khu vực bán thịt lợn nó chuyển đi đâu rồi nhỉ? À, sang bên kia à? Bây giờ ngày trước chỗ này là chỗ bán thịt mà bây giờ lại chuyển thành siêu thị. Đi thẳng về phía trước đi mấy đứa. Dạ. Cuối năm này bà con đi sắm Tết cũng tương đối là nhiều. Chào Tráng Sĩ. Nhưng mà Mùi Liên với cả Ánh này no chưa con? No chưa hai đứa? No rồi ạ. Đấy, đi sâu ra đằng kia là khu vực chợ lợn kìa. Đấy, em bé này. Yêu chưa? Nè, đi. Bây giờ đố ai tìm được chị. Đây là mấy gọi là siêu thị. Mua đi bán rẻ nào. Bây giờ chị đứng như này mọi người cũng không thấy chị mấy. Vừa bán. Liên ra đi ở chỗ này không nhìn thấy người Liên đâu. Đúng không? Cái này như bác hỏi này. Em Ánh với bạn Liên này. Em Ánh ghét tuổi bạn Liên mà thấy em Ánh to thế. Ở đây nhiều quần áo nhỉ. Đây là khu vực chợ bán lợn này. Đấy. Ôi con này mới ngon này. Con này giá bao nhiêu đây anh? 80.000 một ký. À. Ấy có loại mà nó cái lông nó phải như thế này. Như ở lông gấu này này. Ăn nó bé rồi. Bụng nó bé ăn mới ngon mà nó không bị mỡ. Hôm trước mình mua con to quá nó mỡ. Dạ. Bà chị đây mà con này. Ờ. Con to nhưng mà thịt nó chắc mới ngon hơn. Đúng rồi. Đây. Đây khu vực trong bao này. Lợn gấm nách ấy. Hả? Con này bao nhiêu cân? Con này khoảng bao tiền? Bốn triệu rưỡi thôi. 4,5 triệu à? Đi kim bảo tư à? Đi kim xem bảo chưa? Sang sang chở? Xem bảo chưa? Sang bảo chưa? Sang bảo chưa là 75.000. À 75. Không nhưng mà Mông ở đây nó khác. Người Mông ở đây khác mà. Đấy. Đang này nhiều chưa? Đấy ở trong bao này. Tết đến à. Đấy con kia ngon kìa. Con kia ngon. Ăn Tết. Đi, mình đi lên trên đi. Đây là khu vực chợ chó. Chó ừ. Cún. Con vần vần cái đẹp nhờ. Con cún. Mấy con béo béo tầm lông. Đẹp này con nuôi không? Đây là hai con đẹp này. À. Hai con đẹp này bao tiền? Đấy, con này vằn đẹp đấy. 1 triệu. Không có con nào nó cũng đuôi hả chú? Vâng. Có con mông cọc vậy nhỉ? Thế mông thì có một giống chó gọi là mông cọc ạ. Đây. Ở đây có một gà đen này. Con này kiểu gì chắc lại về gom về nhà mình đấy. Ở đây là mình đặt anh em hết rồi mà. Thế đi bán gì đây anh à? Bán gì đấy? Mua thịt thôi. À mua thịt à? Mua đủ một đùi à? Thịt hôm nay bán bao nhiêu cân đấy? Mua 1 trang đấy. Mua
hơn 100. Đấy, nhưng mà một đùi ấy, ở đây là họ lợn Tết mà, nên họ sẽ bán cái đùi không. Chú có chia cháu ít không? Không có đâu mày ạ. Anh ơi là chú anh... bây giờ hết ấy rồi thì nhá. Chú bảo chú hết tuổi dạy gái rồi. À mấy anh em, mấy thằng mày đang cầm cái tờ giấy gì đây? Tờ gì đây? Thế nào, cái tờ gì đây? Bọn em tuyển công nhân đi làm. Rồi. Em chăm thói anh. Rồi, ok. Đấy, tuyển công nhân lên tận đây. À, mình di chuyển một vòng là chạy về khu vực chợ. Hải đang đi muộn đấy. À, đang vừa ăn một vòng rồi, ăn rồi, bây giờ đi rồi. Ăn rồi. Chứ bây giờ mà ra chợ thì hết luôn, còn cái gì nữa. À, giỏi chưa? Đây này. Đây là hình ảnh của chị ở nhà đấy. Đây là không to hơn Liên tí nữa mà. Đúng không? Ô, cái này hình như là con hay sao ấy nhỉ? Em ơi. Cháu nè. Đây là gì? Chị gái. Chị gái à? Con em à? À. Cháu có cháu. Đây là mía này. À, mía này là mía. Mía xương gà đây anh em nhé. Đây. Đây là để mình nói với các bạn, mô phỏng các bạn xem này. Đây là cái lợn mà Tết đây này. Thấy không? Đây này. Đấy, người ta bán là bán theo đùi luôn đấy anh em thấy không? Đây. Đây là hai cái đùi lợn này. Đấy. Ví dụ nhà nào mà tiện như này mua như này mới hay này. Để đỡ phải mổ. Cầm về chế biến. À. Họ mua bọn em là không mua được như thế này đâu anh ạ. Hả? Em phải lấy cái gan lợn để cúng ấy. Nên là nhà nào là cũng phải mổ một con. Đúng rồi. Dạ. Ở đây nhiều họ mà họ không cần phải lấy gan lợn để cúng ấy, nên là họ cứ đi mua luôn. Dạ. Họ cúng gà hạn thế, hiểu không? Dạ. Ê, nhìn thanh niên này có bộ quần áo đẹp chưa? Chơi Tết trước. Đấy, khu vực rau đây. Đấy. Ôi đi. Cần tỏi. À. Chào bà nhá. À. Đây là người Phú Lá. Người đồng bào Phú Lá con. Vâng. Mua rau đi. Thành ớt khô nhiều nhá. Có ớt này, ớt chim mình có này chú. Đấy, chú mua ở đây này mang về để trưng bày ấy. Ngày Tết nha. Anh đâu mà? Phiên cuối cùng này đông thật đấy. À, bây giờ mình ra khu vực bán quần áo này. Các bà cứ nhìn bà chị ấy, nào. Nhìn lạ. Các bạn biết là tại sao mà mọi người ở đây bán cây tỏi nhiều không? Bởi vì là thường sẽ xào với cả món thịt treo á. Dạ. À. Cái này xào với em thấy lạp sườn với thịt treo cực ngon luôn. Quấn chấm với nhon luôn. Đúng rồi. À, theo cái bộ này nào đẹp đẹp mua tặng con trai Liên được bộ nào. Nào. Bao tiền bộ này em? 350 á. À, 350 là hơi cao ấy. Bình thường mình mua có 200 thôi.
Được không? À, có mỗi một cái tay thôi là đắt hơn 150 à? Cái này mình tự làm luôn hả chị? Dạ. À, tay đang sâu sâu nè. Bộ này là bao nhiêu em? Bộ đấy thì 250 cho bộ bé màu xanh đấy. Và bộ dài đấy thì là 350. Đẹp không? Đẹp anh ạ. Con thích bộ nào? À em thích bộ nào? Giờ lấy dài tay em nói nhỉ? Nhưng mà bộ này có vừa không? Cái này nó hơi to anh ạ. Nó bé mới... em hơn 1 tuổi thôi chị ạ. Có 1 tuổi em mặc với cái bộ bé này thôi. Dạy vâng. Tay này mình mặc một cái áo dưới nhiều với một cái áo trắng xong rồi đẹp mà. Dạ. Không nhưng mà phải lấy cái có tay. Vâng. Cái này nó lạnh đấy, trên kia lạnh. Thôi anh cảm ơn nhá. Nó không có cái này bé mà có tay ạ. À? Cái gì? Đợi chị đẻ con gái nhá. Hải Nhi mua về nhưng mà Hải Nhi chỉ mặc 1-2 lần thôi. Ui, ông ngáp kinh thật. Ngáp phát ruồi nó bay vào mồm luôn. Lấy con nóng nào. Mấy con nóng đây. Ui, ôi trời. Hai bánh bao nóng nào. Bánh bao nóng đây. Cái này phải hơn triệu thôi. Đâu? Hai bánh bao nóng nào. Loại này nó cũng không đắt mấy. Bánh bao nóng đây. Hai bánh bao nóng nào. Đấy, đẹp rồi. Xinh quá. Sắm áo mới chơi Tết. Đấy, hai vợ chồng đi sắm áo với nhau. Ok đấy. Không có quần áo trẻ em rồi. Đấy. Người Mông mà đi sắm Tết này vui lắm. Không có quần áo trẻ em rồi. À, quần áo trẻ em bên này. Áo khoác người lớn 100.000 một cái 100.000. Quần tây Âu Nam 100.000 một cái 100.000. Xa, 100.000 một cái 100.000. Đẹp quá. Đấy, mấy bộ kiểu như này này mà nó mới đẹp này anh này. Là kiểu như này nó mới đẹp này. Mấy bộ à, có cái vòng cổ đấy. Đẹp đúng không? Mang bộ mông là phải đeo vòng cổ này nó mới đẹp, mặc mình mới sáng đấy. Liên thích không? Có ạ. À, mua tặng cái bộ. Bao tiền một bộ này em ơi? Bao tiền bộ này? Đây bộ này này. Bộ này ạ. À? Bộ này là 1 triệu thôi ạ. 1 triệu 1 bộ. Ở nhà em có rồi anh ạ. Người Mông ở chỗ của em thì ít khi mà mấy bộ này. À. Bọn em tự thêu tự làm thôi. À, đây là cái bộ này tự thêu rồi, bộ xịn này. Là tự thêu. Còn đây là hàng, này là hàng Fakea của bên nhập khẩu nước bạn về. Đúng không ạ, Tráng Sĩ? Đúng rồi anh ạ. Ừ. Nhưng mà chắc là một củ thì phải được 2 bộ chứ. Đúng không? Củ 2 bộ thì lấy tặng cho một đứa 1 bộ. Không bán được đâu ạ, giá đấy. Cố gắng làm sao mà phải kiếm bằng được một cái trẻ con đây này. Bộ nào cho trẻ con ấy. Nhưng mà con nhà Liên có hơn tuổi thì khó lắm. Em ơi, có cái loại nào mà cho trẻ con không? 1 tuổi không? 1 tuổi hơn này. 1 tuổi, 2 tuổi. Đây, đây, bộ này. À. Cái anh này mình hay theo dõi. Anh Hải Sapa TV. Thế anh này phải anh Hải không ạ? Đúng rồi. Mình theo dõi suốt mà, phải biết chứ. Rộng tí không sao. Bộ mông là mình phải mặc vừa thôi thì nó mới đẹp. Còn không vừa là nó cồng kềnh ấy, kiểu nó dài, nó ngắn ấy. Nó không đẹp. 2 tuổi trở xuống mới mà được. Bao tiền bộ này em? Bộ này có 350 mà anh. Ừ. Nhưng mà to quá. Không to. Mọi người nó bé tí à. Bé tí đúng vừa hết. Là từ 1 tuổi. Còn thôi bộ này cũng đẹp này. Bộ này này, bộ trên này này. Thế này. Bộ này là bộ mẹ to hơn rồi. Bộ này phải 2 tuổi, 3 tuổi mới mà được. À. Còn nếu mà 1, 2 tuổi thì chỉ có 2 tuổi. Còn mỗi một bộ này thôi hả chị? Còn duy nhất một bộ. À. Nếu mà không lấy thì hết tuần này rồi. Đúng không? Chợ phiên là hết tuần này rồi. Hôm nay là phiên cuối cùng rồi. Ô nhưng mà cái này ngày mai mình lại đi chợ Cán Cấu, ngày kia mình lại đi chợ Bắc Hà mà. Đúng rồi. Nên là mình
Nó hết tuần này rồi, em bảo là nó hết tuần này mà. Bộ này bao nhiêu nhỉ chị nhỉ? 300 ạ. Dạ, em bảo em cảm ơn nhá. Cuối năm bọn chị bán như thế rồi. Vâng, em cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn nhá. Nếu mà năm nay mà nó mặc không vừa thì sang năm nó mặc. Dạ. Đi. Đấy. Đấy, ở nhà đấy, ở nhà đấy, bảo là ở đây đến gói đấy. Dạ. Yeah. Đây nhưng mà hơi to hơn đúng không? Đi. Đây, cuối năm này, du khách nước ngoài thích đến đây lắm. Hello. Good morning. Dạ. À bọn này nó không đi làm công ty đâu em ạ. Bọn này là nó công ty đấy. Mà em gái nữa chị ạ. Đây, cổ của người Vông ấy. Em ơi, cái bộ này là mấy tuổi mặc đây? Cái bộ ấy là từ 2 tuổi đến 3 tuổi. 6 tuổi mặc bộ nào đẹp? 6 tuổi mặc cái bé quá. Cái này Hải Nhi mặc chắc không vừa đâu chứ. Bé quá anh ạ. Bé kiểu áo của nó cứ dài ấy, nhưng mà mình mặc cao lên. Hả? Mình mặc cao lên thì còn áo của nó to. Bao tiền bộ này em? Bộ này 400 ạ. Không có bộ to hơn à? To nhất là 16 tuổi, 7 tuổi đấy. Nhưng mà Hải Nhi mặc bộ nào anh? Mày bản thân với nó. Sao không vừa? Tại đúng rồi. Ước tính nó hơn 20 cân cơ mà. Hơn 20 cân đây không vừa đâu. Vừa. 20 cân thì vừa, con nhà em. Không vừa em đổi chị nhá. Ok. Nhưng mà phía này phía cuối cùng rồi. Chạy lên tận trên này để đổi. Em xuống. Đâu? Em bộ to nhất là bộ nào? Chị thấy bộ này vừa này, bộ này vừa này. Bộ này không, em chỉ... Thôi bộ này dài lắm. Áo này không sợ nách đâu, nách kiểu... Không vừa, anh nhìn này không biết vừa là. Bộ không bộ to hơn à? Hết rồi đúng không? Đi. Chứ mất công nó đổi lại ra. Cảm ơn em. Em và anh lại lên tận trên này để đổi cho bé Hải Nhi. Bản thân chung giường thế nên là Hải Nhi à, mà thế nào... Nhi với cả ánh này ngồi chung giường như thế này. Bây giờ xem nó là mình chị ơi bán cho thầy mình bảo tôi có làm cái gì lẻ kiểu ảo ấy cả mắt đấy. Cái 15.000. Đi đi luôn này. Chở em 15.000 một cái. Một cái 15.000. Đông người. Đây là bán vải đấy, rảnh là cứ thêu này thôi, bán người ta về tự may đấy. Họ bán đó, hương tự làm thế này. Khu vực bán cái hương này là nhà mình tự hương. Làm hả chị? Tự làm đấy, thơm. Nhưng người ta đọc chấu nhá, đúng cái mùi hương này mới là chuẩn hương khác. Tự làm, hương làm thủ công. Chợ là cái gì cũng có luôn. Rau mẹo này. Đấy, khu vực ở bán rau. À, chào Tráng Sĩ. Rau à? Đấy, đi một vòng là vẫn là quay trở về khu bán rượu. Thơ mùi rượu ấy. Đây là ngửi nó cũng say đấy. Kìa để ý xe kìa, xe. Bây giờ đi. Anh em cháu mình cũng xin phép kết thúc video đây. Chào tất cả các bạn nhá. Bây giờ về để lại đi ăn Tết tiếp đây. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn nhớ đăng ký cho kênh của Mùi Liên nhá. Ha ha.
vào quán của cháu Hải này là có những cái cảnh như này đấy.